hôm nay thứ ba ngày 15 tây tháng 6 2021. Đây là của Đài Mỹ họ báo cho mình biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ và trên thế giới. Hiện tại ngay bây giờ trên thế giới có 177.344.609 người bị nhiễm COVID-19. Số người bị chết về COVID-19 trên thế giới hổm rời là có 3.836.251 người. Recover là hết bệnh nha, không phải ai nhiễm bệnh đều chết hết. Có người hết bệnh hoàn toàn. Hiện tại ngay bây giờ có 161.781.595 người đã hết bệnh về COVID-19 trên thế giới. Còn đây là của đài họ báo cho mình biết top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới ngày hôm nay. Hiện tại ngay bây giờ, Hoa Kỳ đang đứng đầu về top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới có 34.348.925 người bị nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Số người bị chết vì COVID-19 trên nước Mỹ hởm rài là có 615.664 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, nước Mỹ tăng thêm 9.911 người bị nhiễm và 303 người chết. India, Ấn Độ ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới có 29 triệu 632 261 người bị nhiễm COVID-19 bên Ấn Độ. Số người chết bên đó hổm rài là có 379 601 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Ấn Độ tăng thêm 62 226 người bị nhiễm và 1.470 người chết. Brazil hiện tại ngày hôm nay cũng trở thành là thấp thêm nhiễm COVID-19 trên thế giới có 17 triệu 533.221 người bị nhiễm COVID-19 bên Brazil. Số người chết bên đó hổm rày là có 490.696 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua tăng thêm 78.360 người bị nhiễm và 2.292 người chết. Pháp ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới có 5.744.589 người bị nhiễm COVID-19 bên Pháp. Số người chết bên đó hởm rài là có 110.530 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 3.235 người bị nhiễm và 76 người chết. Thất kỳ ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới Thổ Nhĩ Kỳ đó. Có 5.342.028 người bị nhiễm COVID-19 bên Thổ Nhĩ Kỳ. Số người chết bên đó hổng rài là có 48.879 người. Trong vòng 12 tiếng hồ vừa qua, tăng thêm 5.955 người bị nhiễm và 84 người chết. Russia ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới nước Nga đó có 5 triệu 236 593 người bị nhiễm COVID-19 bên Nga. Trong người chết bên đó hổm rài là có 127 180 người. Trong vòng 12 tiếng hồi vừa qua, Nga tăng thêm 14.185 người bị nhiễm và 379 người chết. UK ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới có 4.581.006 người bị nhiễm COVID-19 bên UK. Số người chết bên đó hổm rài là có 127.917 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 7.673 người bị nhiễm và 10 người chết. Italy ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 4.247.032 người bị nhiễm COVID-19 bên Ý. số người chết bên đó hỗn rài là có 127.101 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Ý tăng thêm 1.255 người bị nhiễm và 63 người chết. Argentina ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới có 4.172.742 người bị nhiễm COVID-19 bên Argentina. Số người chết bên đó hổm rài là có 86.615 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 27.260 người bị nhiễm và 586 người chết. Ben ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới có 3 triệu 745 199 người bị nhiễm COVID-19 bên Spain. Số người chết bên đó hổm rài là có 80 ngàn 579 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 3.432 người bị nhiễm và 62 người chết. Đây là của đài họ báo cho mình biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Còn đây là của đài họ báo cho mình biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ ngày hôm nay. Hiện tại ngay bây giờ trên nước Mỹ có 34.348.925 người bị nhiễm COVID-19. Số người bị chết vì COVID-19 trên nước Mỹ hỏng rài là có 615 684 người. Recover là hết bệnh nha, không phải ai nhiễm bệnh đều chết hết. Có người hết bệnh hoàn toàn, Hiện tại ngay bây giờ có 28.575.668 người mắc bệnh về Covid-19 trên nước Mỹ. Còn đây là của Đài họ báo cho mình biết về top 10 nhiễm Covid-19 trên nước Mỹ ngày hôm nay. Hiện tại California là đang đứng đầu về top 10 nhiễm Covid-19 trên nước Mỹ có 3 triệu 804.284 người bị nhiễm COVID-19 bên Cali. Số người chết bên đó hổm rài là có 63.201 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 495 người bị nhiễm và 11 người chết. Texas ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ có 2 triệu 980 017 người bị nhiễm COVID-19 bên Texas. Số người chết bên đó hổm rài là có 52.189 người. Trong vòng 6 tiếng hồ vừa qua, tăng thêm 1.007 người bị nhiễm và 20 người chết. Florida ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ có 2 triệu 351 ngàn 276 người bị nhiễm COVID-19 bên Florida. Số người chết bên đó hổm rài là có 37.393 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 991 người bị nhiễm và 32 người chết. New York ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ có 2 164.212 người bị nhiễm toàn Việt Nam bệnh New York. Số người chết bên đó hổm rài là có 53.889 người. Trong vòng 6 tiếng hồ vừa qua, tăng thêm 281 người bị nhiễm và 13 người chết. Illinois ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ có 1 triệu 387.986 người bị nhiễm COVID-19, bệnh Illinois. Số người chết bên đó hổng rài là có 25.505 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 226 người bị nhiễm và 15 người chết. Fans nhà ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ có 1 213.801 người bị nhiễm COVID-19 bên Pennsylvania. Số người chết bên đó hổm rài là có 27.624 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 427 người bị nhiễm và 22 người chết. Châu Á ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ có 1 triệu 129.177 người bị nhiễm COVID-19. Số người chết bên đó hổm rài là có 21.171 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 307 người bị nhiễm và 13 người chết. Ohio ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 1.107.521 người bị nhiễm COVID-19 bên Ohio. Số người chết bên đó hổm rài là có 20.122 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 296 người bị nhiễm và 7 người chết. New Jersey ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm còn 19 trên nước Mỹ. Có 1 triệu 020 ngàn 043 người bị nhiễm COVID-19 bên New Jersey số người chết bên đó hổm rài là có 26.345 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ qua, tăng thêm 249 người bị nhiễm và 11 người chết. North Carolina ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 1 triệu 198 người bị nhiễm COVID-19 và North Carolina Số người chết bên đó hòm rài là có 13.296 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 272 người bị nhiễm và 4 người chết. Đó là của đài họ báo cho mình biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ và trên thế giới.